Chào các bạn đã quay lại với CLGT và hôm nay mình sẽ quay một cái video khá là đơn giản, nhưng mà tại vì nhiều bạn hỏi quá cho nên mình sẽ làm cái video này, đó là làm sao đổi màu nét cho trang truyện của các bạn. Tức là các bạn cũng biết á, là khi mình vẽ truyện tranh là mình sẽ phải cần có sketch đi phác thảo và sau đó các bạn phải đi một lớp nét lên. Thì lớp nét đó là gì? Nếu như mình tắt hết toàn bộ cái màu ở đây, đây mình tắt hết toàn bộ hiệu ứng và màu, thì cái phần mà còn lại ở đây nó chính là lớp nét. Thì bạn nào mà theo dõi cái channel của mình rồi thì các bạn sẽ biết cái video này là mình lấy từ cái series hướng dẫn về truyện tranh từ A-Z ha. Rồi, thì bây giờ khi các bạn có lớp đi nét này, các bạn không thích màu đen nữa mà các bạn muốn đổ sang màu đỏ thì sao? Thì mình sẽ giới thiệu các bạn 3 cách để đổi màu nét ở trong Mediabank Paint Pro. Cách thứ nhất là cực kỳ đơn giản, đó là nếu như mà các bạn có một cái lớp đi nét riêng như thế này rồi nè, tức là các bạn đi nét trực tiếp trên máy á, thì các bạn chỉ việc sử dụng bảo vệ alpha đó. Thì để ví dụ mình sẽ có một cái file mới ở đây, và trên file này mình vẽ một cái đường màu đen, các bạn thấy đúng không? Bây giờ mình đổi sang cái ô màu này là sang màu hồng, và nếu như mà mình vẽ tiếp tục ở trên cái lớp này, chỉ một lớp nha, thì các bạn sẽ thấy là cái màu hồng này sẽ che cái màu đen đi, đúng không? Thì bây giờ nếu như mà mình chọn cái bảo vệ alpha ở trong lớp đây, khi đó mình tô thì nó sẽ tô trong khu vực mà màu đen đã tô, tức là bạn vẽ nét nào thì nó sẽ chỉ tô ở trong cái nét chỗ đó thôi. Và sau khi như vậy thì mình lợi dụng cái tính năng này, mình sẽ chọn cái bảo vệ alpha ở đây, đúng không? Tức là coi như bạn khóa cái layer này ra, cái bảo vệ alpha này nó mang ý nghĩa là các bạn khóa cái layer này lại á. Thì sau đó các bạn sử dụng cái công cụ fill tool, tức là đổ màu hình chữ nhật này nè, đó các bạn kéo thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ nét của mình đã thay đổi, chỉ phần nét không ảnh hưởng phần khác. Tuy nhiên có một trường hợp, đó là nếu như các bạn là một cái file vẽ tay, sau đó các bạn đưa lên vẽ máy mà các bạn muốn đổi nét, thì ở trong cái series truyện tranh hướng dẫn vẽ truyện tranh A-Z mình có nói rồi ha, các bạn có thể xem vào đó, là cái tính năng là trích xuất đường để tách cái layer nét ra khỏi cái nền trắng. Rồi mình không muốn giới thiệu cái đó ở đây để cho nó mất công với bạn coi nó nhiều nó loãng. Đó là cách thứ nhất. Và dĩ nhiên cái lợi thế cách này là cực kỳ đơn giản, các bạn thấy không, chỉ một vài bước là xong. Nhưng mà cách này thì nó có một cái nhược điểm, đó là gì? Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên trên cái layer chính các bạn. Tức là khi các bạn đổi màu nét ở đây và các bạn phải tô cái như thế này nè, nhiều khi các bạn muốn chỗ này nó màu xanh, chỗ kia màu đỏ, hoặc là các bạn làm sai gì đó, bị lẫn lộn cái kiểu mà muốn thay đổi lại á, thì nó rất là khó khăn, bởi vì là nó nằm trong một layer duy nhất thôi. Thì các bạn sẽ có thể là backup bằng cách là nhân đôi cái layer này lại, tức là giữ đường lui cho mình á. Các bạn có thể nhân đôi cái layer này lên bằng cách là chọn layer và sau đó vào trong chọn lớp, sau đó các bạn chọn nhân bản đó, thì các bạn sẽ có hai cái layer đi nét như thế này. Nếu như trong trường hợp các bạn chọn bảo vệ alpha, các bạn làm sai ở cái layer này, thì các bạn có thể xóa layer này đi và vẫn còn cái layer dưới. Đó là cái cách để các bạn bảo vệ. Thì ok, cách này nó khá là hay và mình rất là thích cách này, thì nó đơn giản. Cách thứ hai nữa là mình, các bạn thay vì các bạn chọn bảo vệ alpha và các bạn có một cái lớp riêng, thì các bạn sẽ vào trong lớp, các bạn sẽ chọn chuyển đổi và các bạn chuyển đổi sang lớp 8 bit hoặc là 1 bit. Nhưng mà mình khuyến khích là chuyển sang 8 bit ha. 8 bit thì nó có nhiều cái khung màu hơn là 1 bit. 1 bit thì thường nó chỉ có trắng và đen kiểu vậy thôi. Thì khi mà chuyển qua 8 bit như thế này thì các bạn sẽ không tô màu được, bởi vì đây là một cái lớp kiểu như theo bitmap, nó chỉ có màu trắng và màu đen hiển thị. Tuy nhiên ở trong Mediabank nó lại có một cái khá là hay, đó là khi các bạn, phải không, chuyển qua 8 bit rồi, cái layer mà đi nét này nè, mình sẽ có hình số 8 và hình ô vuông ở đây. Mình sẽ bấm vào trong cái hình bánh răng cưa của cái layer, cái lớp đi nét này, bấm vào đây, một cái bảng hiện ra. Wow, khi mà cái bảng này hiện ra thì các bạn sẽ thấy có một cái ô màu. Và cái ô màu này các bạn, khi các bạn di chuyển, kéo qua đây cho các bạn thấy luôn nha, khi các bạn di chuyển vào một màu nào thì nó, các bạn sẽ thấy là cái lớp nét ở ngoài đã được đổi màu theo cái con chuột mình di chuyển đây, đúng không? Cái lợi thế của việc 8 bit này là gì? Đó là các bạn có thể đổi màu và các bạn có thể check thử luôn là xem màu này có phù hợp hay không, bằng cách là các bạn có thể xem trước khi mà mình kéo ô màu đến đâu thì cái màu nó sẽ đổi như thế đó. Đó,
Thì nếu như các bạn chọn áp dụng màu tiền cảnh tức là cái hộp màu mình đang chọn đây nè, khi mình click chọn áp dụng màu tiền cảnh lập tức nó sẽ về đúng cái ô màu mà mình đang chọn đây. Thì trong trường hợp các bạn có palette tức là bảng màu rồi á, các bạn sẽ pick một cái màu phù hợp nhất và các bạn sẽ dùng xuyên suốt trong bộ truyện của mình. Rồi, đó là cái về cái tấm bit. Ngoài ra trong tấm bit này thì các bạn còn có thể lợi dụng đó là các bạn sẽ chỉnh thêm ba cái chấm 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 của cái tấm bit này nè, hiệu ứng của nó để làm cho cái lớp nét nhìn nó hay ho hơn. Thì thí dụ như các bạn có thể sử dụng cái hiệu ứng này trong việc là kể về quá khứ, đổi màu rồi đó nét nó bị đứt cái kiểu vân vân kiểu dạng vậy. Rồi thì cái tấm bit này cũng như là cái protect alpha, cái bảo vệ alpha hồi nãy là cái khóa layer nãy là các bạn cũng tác động trực tiếp lên trên cái layer chính của nó, làm thay đổi cái layer tính năng layer này, và nếu như các bạn làm cái gì đó sai các bạn muốn quay trở lại thì nó rất là khó khăn. Và nhưng mà ngược lại thì cái này nó lại hay hơn cái bảo vệ alpha ở chỗ là các bạn có thể xem trước cái màu bằng cách các bạn vào trong đây các bạn có thể rê màu và các bạn sẽ chọn được cái màu phù hợp cho cái bức tranh của mình. Và cách cuối cùng là cách mình hay dùng nhất đó là mình sử dụng sáng bớt hay gọi là clipping layer. Thì các bạn thấy mình có layer đi nét ở đây đúng không? Và mình tạo một cái layer mới. Bây giờ layer mới này là layer 48, lớp 48, mình sẽ nhấn vào sáng bớt thì các bạn sẽ thấy có một cái con mũi tên trỏ thẳng vào cái lớp đi nét. Mũi tên này sẽ cho biết cái lớp này sẽ chỉ tô ở trong phạm vi mà đã được vẽ của cái lớp ở dưới. Giống như một cái lớp dưới là cái lớp gốc, lớp nền, còn lớp ở trên là các bạn sẽ tô và nó ảnh hưởng chỉ duy nhất vào cái lớp dưới. Thì cũng tương tự giống như là bảo vệ alpha, mình sẽ dùng cái công cụ mà tô màu hình chữ nhật này, mình tô toàn bộ, mình chọn lớp 48 mình tô ha. Các bạn có thể thấy cái ô thumbnail bây giờ nó đã chuyển thành màu hồng bởi vì mình tô toàn bộ cái khung luôn. Và khi các bạn thấy mình đổi màu như vậy thì cái lớp nét nó cũng thay đổi nhưng nó không ảnh hưởng vào trong cái lớp lớp nét gốc. Tại vì mình chỉ cần tắt cái hình tròn ở phía trước này đi, tắt hiển thị thì cái lớp nét gốc nó vẫn còn ở đây, cho nên là mình có thể thay đổi tạo hiệu ứng vân vân may may gì đó các kiểu với cái lớp nét này. Ví dụ như mình một số hình ảnh mình muốn thêm hiệu ứng nhưng mình tạo thêm lớp nét, mình chọn sáng bớt, sau đó mình tạo một cái vùng chọn, đó là một trong những cái kiểu mình làm vậy ha. Rồi mình chọn chẳng hạn gradient tiền cảnh nền đó, cái mình kéo vậy nè. Thì các bạn thấy là bây giờ khi mình xài cái chuyển sắc như thế này thì cái nét ở dưới đây nó khác, cái nét ở trên nó khác, và với sáng bớt như thế này thì mỗi cái lớp nó sẽ là một cái nét khác nhau và nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhau. Các bạn có thể xem trước và trong lúc quá trình vẽ này nọ, nhiều khi các bạn có một số hiệu ứng các bạn muốn làm và trình cho nó đẹp hơn, các bạn có thể dùng cái kiểu này. Thì đây là những cách mà mình hay dùng thay đổi màu của nét khi mà vẽ truyện tranh. Hy vọng là nó hữu ích với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.